Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, nếu bạn thuộc một trong những con giáp này thì vào ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch, bạn sẽ vô cùng may mắn. Vào ngày hôm nay, những con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, vận đỏ như son, làm bất cứ công việc gì cũng sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Vào buổi sáng, chỉ cần bạn mở cửa phòng là căn phòng của bạn đã ngập tràn sự may mắn. Bước chân ra đường, vận may sẽ bủa vây xung quanh bạn. Bởi vậy, ngày hôm nay, bạn sẽ rất dễ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Và đó là các con giáp dưới đây. Thứ nhất là tuổi Tý, thứ hai tuổi Sửu, thứ ba tuổi Mão, thứ tư tuổi Mùi, thứ năm tuổi Dậu và thứ sáu tuổi Hợi. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé! Tuổi Tý. Theo tử vi ngày 7 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết vấn đề mới mẻ, khiến mọi người khâm phục. Người làm ăn, kinh doanh nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng, đối tác, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình. Tương lai thu về khoản lợi nhuận khả quan hơn hiện tại. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà kho và giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Thực thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu làm các công việc tự do, nhận được khoản tiền công hậu hĩnh. Bạn ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân, khiến các mối quan hệ, khách hàng luôn kéo dài không dứt. Tuy nhiên, dù có ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền đến mấy, bạn cũng nên chú ý cân bằng thời gian sao cho hợp lý, chớ nên làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, lại tốn thêm nhiều tiền chạy chữa. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia liên tiếp gặp phải trục trặc. Hai người thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại và chẳng hề có ý định hàn gắn. Nếu hai người không còn quý trọng quan hệ hiện tại thì đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi ngày 7 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, tam hợp tác động khiến người tuổi Mão giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc và cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh. Người làm lãnh đạo dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và có cách thay đổi những điều mình còn làm chưa tốt. Bạn cho rằng tập thể có làm việc tốt hay không phụ thuộc một phần rất lớn vào cách hành xử của mình với cấp dưới. Ngày này có các thần thái cực chiếu mệnh đem lại những may mắn cho người tuổi Mão. Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Người mà trong mệnh gặp ngôi sao này sẽ thích các môn học liên quan tới văn, sử, các môn liên quan tới học thuật như tướng học, tứ trụ. Trong ngày này, người tuổi Mão cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Nếu có kế hoạch xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Theo tử vi hàng ngày, tam hợp đem tới cho người tuổi Mùi nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Bạn phát huy được năng lực của bản thân, khiến lãnh đạo hoặc nhà tuyển dụng chú ý. Hôm nay, bạn có thể đạt được điều mình mong muốn. Với người làm kinh doanh, các khoản đầu tư đang đem về lợi nhuận rõ rệt. Bạn hãy mạnh mẽ đi theo các quyết định của bản thân, chớ nên quá phụ thuộc vào lời bàn ra tán vào của người khác, rồi bạn sẽ mở được lối đi riêng.
Thổ khắc thủy, tình trạng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang thực sự nghiêm trọng, đôi bên không chịu xuống nước trò chuyện với nhau thì có lẽ sẽ sớm đi đến tan vỡ. Đã đến lúc hai người buông bỏ lòng sĩ diện của mình rồi. Ngày hôm nay hung tinh gây hại cho sức khỏe, lúc này người tuổi Mùi nên cố gắng sắp xếp lại công việc để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Thời tiết mùa này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của bạn khi mà thời điểm dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên lưu ý hơn trong việc tạo độ ẩm cho môi trường sống của mình nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Xem tử vi hôm nay, kim sinh thủy, người tuổi Dậu độc thân có những suy nghĩ tích cực trong chuyện tình cảm. Bạn mở lòng và sẵn sàng tiếp chuyện với người khác giới. Có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp vào ngày này. Các cặp vợ chồng ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm riêng nên chẳng còn chấp nhặt với người ấy. Thay vào đó, hai người thay đổi để hòa hợp với nhau hơn. Thiên tài đem tới cơ hội hái ra tiền cho bản mệnh, con giáp này thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi cầm trong tay số tiền từ trên trời rơi xuống, bạn nên có kế hoạch đầu tư, chi tiêu đúng đắn, nếu không thì của thiên cũng trả địa. May mắn ngày này có được ba cát thần chiếu mệnh là Văn Xương, Thiên Ất và Thái Cực. Đây là ngôi sao may mắn trong mệnh, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ được có vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Ngày hôm nay, tuổi Hợi được Thiên Ất, Phúc Tinh chiếu mệnh. Đây đều là những cát thần đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Cần biết nắm bắt các cơ hội, tận dụng thời cơ, sự trợ giúp của quý nhân để đem lại những thành tích cao trong công việc và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Vận trình tình duyên của con giáp tuổi Hợi khá hứa hẹn. Người độc thân có người săn đón, yêu chiều, thế nhưng bạn vẫn cần thêm thời gian để cân nhắc tình cảm của mình và xem đối phương có phù hợp hay không nhé. Hãy tận hưởng niềm vui trong quá trình tìm hiểu đối phương một cách thoải mái. Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần chú ý trong ngày hôm nay, sức khỏe của bạn đang có chiều hướng xuống dốc. Hãy xem xét lại chế độ ăn uống và chăm sóc bản thân mình thật nhiều. Những hoạt động trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và là chìa khóa quyết định liệu bạn có thức dậy với năng lượng tràn đầy hay không. Ngoài ra, con giáp tuổi Hợi cũng nên luyện tập thể thao để giúp cơ thể khỏe mạnh cũng như cải thiện tâm trạng. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân hợi mão mùi của phong thủy gia cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022 dương lịch, là ngày Đinh Hợi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Ốc Thượng Thổ, ngày thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc cục, xung tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Tuổi xung ngày là Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu và Quý Hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!